rồi, vừa ra khỏi sân bay nhá, bây giờ trên đường về nhà. Vùng quê yên tĩnh. Về tới Pháp, về tới Việt Nam thì nhớ cái phong cảnh này, mà về tới Pháp thì nhớ phong cảnh Việt Nam. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đây là video mà Mai quay trên đường từ sân bay về nhà. Nhưng do mấy hôm đó Mai bị mệt mất tiếng nên là Mai chưa cắt để chia sẻ tới cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Mai cảm thấy tốt hơn, Mai chỉ còn mất tiếng một chút thôi nên là Mai cắt video để chia sẻ tới cô chú anh chị và các bạn. Mai xin chào cô chú anh chị các bạn. Mai đã về tới Pháp, quay lại cuộc sống của mình, quay lại ngôi nhà nhỏ thân yêu của mình. Hai tuần không gặp ông xã, nhớ quá nhớ quá. It is a dreamy mountain for food. Mai về đến nhà, Mai về tới Pháp là Mai xuống sân bay nhé, rồi lấy hành lý ra là 1:30 rồi. Xong rồi về tới nhà là hơn 2 giờ. Mai tắm rửa, ngủ một giấc. Sau đó là Mai, ông xã không cho ngủ nhiều nhá, anh bảo em chỉ ngủ khoảng cỡ 2 tiếng thôi. Anh không muốn Mai ngủ nhiều vì anh sợ là ngủ nhiều đêm không ngủ được ấy. Nhưng mà thật sự rất là mệt mỏi. Ngủ một giấc dậy ấy, thì Mai thấy cổ họng của Mai đau hơn. Hôm qua chỉ đau rất ít thôi nhưng mà hôm nay tự nhiên đau, mà ngủ dậy mà khi Mai nuốt nước bọt một cái đấy là Mai cảm giác như là nó đau tại cổ luôn ấy, có nghĩa đau hơn, ho hơn một chút nữa. Thì bây giờ dậy xong một cái là Mai bỏ vali hành lý ra, bỏ đồ ăn ra. Tại vì Mai chỉ có 2 vali, 1 vali xách tay đấy, thì chẳng có gì, có quần áo của Mai thôi. Còn cái vali to 26 cân ấy, là toàn đồ ăn quà ở Việt Nam mang sang. Bây giờ Mai bỏ ra mang cho anh chồng một cây thuốc, không biết gặp anh chồng ở trong bệnh viện đi không. Và mang cho ba chồng một hộp cà phê. Cà phê này cà phê pha sẵn ấy, nên là rất là tiện cho ba. Ba có thể là cho nước sôi và là mình dùng được. Không biết thế nào, hay giọng của Mai hôm nay là thay đổi giọng luôn rồi đấy. Không biết là anh chồng còn ở trong đây không. Bonjour monsieur. Chắc là cái ông này ông bị lẫn đấy, nên ông đi một mình, thế là gặp giống như kiểu là điều dưỡng ấy, họ mới bảo là thôi rồi, còn tôi lại đưa ông quay lại phòng. Bà ở ngay tầng 1, thứ hai vợ chồng thì đi bộ một chút rồi sang. Hy vọng là anh chồng còn đây thì Mai tặng thuốc cho chồng luôn. Mai mua 2 cây thuốc, một cây ở Việt Nam và một cây ở Dubai. Ông xã của em đừng có nói to quá, chuẩn là ông xã Mai đấy. Bonjour papa maman. Ça y est, elle est revenue. Allez. Ça y est, t'es revenue. Oui papa, je fais pas bisous parce que j'ai mal à la gorge. T'as mal à la gorge? Oui, bonjour papa. Ah, bonjour fille. Oui, je suis une nuit dehors. T'as couché dehors? Oui, une nuit dehors. Une nuit dehors. Un peu fatiguée, mais... Oui. Non, c'est pas pour toi, ça, c'est pour papy. Ah, c'est pour papy. Bonjour, j'ai mal à la gorge. Un peu fatiguée. Oui, c'est un peu fatiguée. Non, ça, c'est café. Ah, du café? Oui, vous mettez que de l'eau chaude et suffit. Instantané. Instantané. Ah, oui, et c'est pas trop fort? Non, pas du tout. D'accord, mais c'est gentil. Merci, alors. Vous goûtez avant. Je vous sais. Merci, fille. Merci, papa. Merci, papa. Non, de l'eau, de l'eau. Du lait, non, de l'eau. Oui, madame, de l'eau, du lait, ouais, c'est pareil. Lait, c'est pareil. Ouais. Ça va, Sylvain, toi? Oui. Ça s'est bien passé? Tu nous as rien dit, toi, là. Tu nous as rien dit. Alors, mais ça va? Vừa vào tí thì anh chồng chào mẹ, chào mẹ về, nói chuyện được một lúc về câu chuyện của Luca, ai cũng hỏi thăm xem cháu thế nào đó. Vừa kể chuyện được 15 phút thì bây giờ anh xin phép em về. Au revoir mon frère beau. Merci pour tout. Avec plaisir.
a gagné les deux plus gros lots et la copine d'Aimé qui était juste en face de nous, elle a gagné la télé. Les trois meilleurs lots, on était les quatre. Alors, qu'est-ce que tu as gagné? La prochaine fois que Anne t'a dit le rabut, une vraie plante, tu as gagné. Elle est mieux que l'autre. Oui, oui, il y a un barbecue. Ah, mais bah, alors, c'est une banque-shop. Oui, ah, dernière fois, le barbecue, c'est pour la banque-shop. Ah, de chez Collé. Où travaille Nicolas? Collé. Ah, bah, si vous travaillez ouais. Nicolas, le mari de chez Fanny. Oui. Ah, c'est très de qualité. Oui, alors, c'est bien, oui. Oui, ah oui, peut-être que vous avez contrôlé le banc. Je vois mon compte. Et puis, qui est-ce qui a gagné? Anh chồng là, mỗi trước khi em không có ở đây thì chồng Mai thích lắm. Đó, được ngày nào là ngày lễ. Thế Mai hồi chút nữa Mai phải kiểm tra ngân hàng của Mai xem nào. Anh chồng là gagné le repas de chez Georges Blanc. On a regagné une troisième fois un deuxième lot ou un troisième lot. C'est pas grand chose, mais on a perdu parce qu'il y avait les échos et on a tiré au dé, on a perdu. Ah oh ben alors, bon. Et c'était des petits lots. Oui. Maman. Allez, ben, écoutez, bonne soirée. Oui, bisous Stéphane. Merci, oui. Merci de ta visite Stéphane. Oui. Au revoir. À plus. Mais c'est bien. Alors après il y avait un repas, comment des petits cafés. Non, mais c'est bien. Mais l'année prochaine. T'as l'air d'être contente, toi. Oui. Mais elle est contente de rentrer. Je suis très contente de recevoir ma famille en France. Bah, elle est contente d'avoir vu sa famille. Mes amours. Et puis, elle est rentrée. Mes beaux-parents. Bah oui. Bah oui, le temps de durer quand même. Ils vont bien, les parents là-bas. Oui, tout le monde va bien. Oh, mais j'adore quand je regarde les films, les vidéos. Ah, tous ces petits, ils sont beaux, ces petits, tout là. Oh là là, Michel, elle regarde oh là là. Toutes les photos alors, que May lui envoie. Les tout petits, là. Mais ils sont marrants, il y en a un paquet. Ils sont mignons, tous ces petits, là, là, ils sont beaux. Mais alors, il doit bien aimer May quand elle arrive. Oh là là, elle apprend. Oui, oui, c'est maman, la Luca qui dit, eh bien, c'est vous, tout le monde enceinte même temps. Parce que si on fait de bébé jusqu'à... 20, 6 ans, ça fait 20 enfants. C'est une bonne. Ouais. Allez, tu vas commencer. Tu vois, oh là là, mais attends, les prends pas tous en même temps, parce que ça fait beaucoup. Hein. Tu vas pas t'étrangler avec. Non. Attends. Je suis habituée à ça. Mais non, mais attends, on va pas tout en même temps. Elle va prendre déjà le petit, parce que le petit, qui s'échappe pas. Puis avec un comme ça, ça te fera. Ouais. Bah, moi, non, quand même, je vais faire un petit peu de temps. Ouais, bah, tiens bien, petit. Tiens bien, petit. Voilà, puis après, tu vas boire les deux autres. Allez, bois un bon coup. Voilà, et puis là, tu vas prendre. Je prends tout. Oui. Vas-y, ben vas-y. Je ne vais pas te donner tout en même temps parce que tu vas t'étrangler. Et celui-là. Et puis un peu d'eau, on passe. Papa, c'est bien, bon, votre merci. Petit. Allez, voilà. C'est bon ça. Vous en voulez un bout? Non. Bah, hỏi các con có muốn ăn miếng không? Si on coupe en quatre, il va plus te rester, mon petit. Merci. Hein? Puis, il y a un cornichon, non? Ah non, il est recouvert. Bah, c'est bien, les dons, quand même. Hein? Mm. Ah oui, regarde ça. Mẹ phục vụ bố như là... Ça sent bon. Em bé một tuổi, là. Papi, tu peux... Mange bien, c'est des recouverts, tout. Ben c'est bien, hein? Mmh. Allez. Oui, il mange bien quand même. Hein? Compris. Meilleur ici ou c'est meilleur à la maison? Ah ben, c'est différent. La maison est mieux. La nourriture est bonne ici. Oui. Bonne là-bas. Oui. Mais on est mieux ici. Ah bon? On est mieux à la maison. Ah, oui. Ah bon? Oui. Ah, mais je me disais. Parce que à la maison, elle cuisine avec l'amour. Ouais. Je disais aussi. Papa, on partit maintenant. 2 minutes. 2 minutes encore? Encore 2 minutes. Vous voulez je partir pas tout de suite? Encore. 2 minutes. 3 minutes. Non, chỉ 2 phút nữa thôi. Mọi người về, bố thôi, ba chưa về. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Thật sự là giờ này đang là hơn 1 giờ đêm ấy. Nên là Mai rất là mệt cái giờ mình ngủ ấy. Nên là quen rất đấy. Bây giờ bắt đầu buồn ngủ đấy. Ok, cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Au revoir, mon petit. Au revoir, ma mimi. Allez.
À demain. Demain, tu bonne viens. Nuit. Tu hein? viens demain soir. Demain dans l'après-midi. Demain dans l'après-midi. Oui, ben bah oui. Demain soir. Demain en fin d'après-midi, moi. Oui, fin d'après-midi. Et moi aussi, papa. Au revoir. À demain, oui. Oui, bisous, allez. Bisous, papa. Merci. Au revoir. Không biết về Việt Nam mình để cái SIM card ở đâu ấy nên là bị mất SIM. Một ngày Mai không có làm gì được, đợi ông xã đi làm về. Bây giờ mới dẫn Mai đi lấy SIM mới. Ôi. Oh, merci. Đã xong lấy được SIM card của Mai. Tại vì đến đây bao giờ phải hẹn nhá. Hẹn xong rồi là đến lượt mình ấy. Mà mình không có hẹn thì mình phải đợi. Giờ bắt đầu mới xong. Thế là Mai có lại SIM card rồi. Giờ hai vợ chồng Mai đi siêu thị. Giờ hai vợ chồng Mai đi siêu thị mua ít đồ về ăn. Ở Pháp nhá. Đây là siêu thị mà Mai rất là thích. Và đây mua đủ các loại rau củ. Đó. Mua rất là đơn giản thôi.